Tháng 3 năm 2022, dự án đường ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An nối xã Hải Dương với phường Thuận An, thành phố Huế, giai đoạn 1, được khởi công xây dựng. Công trình dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng. Quy mô tuyến dài gần 8 km, trong đó phần cầu dài khoảng 2,36 km, mặt cắt ngang tuyến 26 m, bề rộng 20 m. Công trình quan trọng bậc nhất của dự án này là cây cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế. Đây là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung hiện nay, đảm bảo khổ thông thuyền theo quy hoạch luồng tàu ra vào cảng biển Thuận An và phạm vi an toàn luồng hàng hải, với nhịp chính dài 218 m và cao 40 m. Đây là nhịp cầu Exodus, cầu dầm cáp hỗn hợp, dài và cao nhất nước ta hiện nay. Tháp cầu có chiều cao 32 m, được thiết kế dạng chữ A phía trên tạo mỹ quan cho công trình. Chiều cao từ mặt nước lên đến đỉnh tháp là 72 m. Dự án được thực hiện thi công bởi liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Công ty 479 Hòa Bình. Sau 18 tháng khởi công, trên công trường, đại dự án 2.400 tỷ đồng này luôn trong khí thế thi công nhộn nhịp, khẩn trương, với hơn 300 công nhân cùng phương tiện máy móc làm việc liên tục nhằm bảo đảm tiến độ đề ra và tranh thủ thời tiết thuận lợi để chạy nước rút trước mùa mưa bão năm 2023. Theo đánh giá, việc thi công trụ T26 và T27 nằm giữa cửa biển Thuận An, mỗi trụ nằm cách nhau khoảng 218 m là khó khăn, phức tạp nhất, với độ cao đảm bảo khổ thông thuyền 39 m để tàu trọng tải hơn 5.000 tấn ra vào cảng Thuận An. Đến nay, dự án đã nghiệm thu thanh toán cho 3 nhà thầu với số tiền trên 725 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 961,7 tỷ đồng.